Thì chào bạn, mình giới thiệu nhà nhanh với anh em bộ mũi khoan từ hay là mũi khoan cho máy khoan từ. Bộ này của hãng Erbo thì mã hàng của nó sẽ là HCL Kit 10. 10 vì nó có 10 món, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đường kính của mũi khoan sẽ là từ 12 cho đến 30. Bỏ trong hộp này, cái phần này là phần có một vài thông tin chi tiết các bạn có thể xem trước khi mà mình bỏ cái này đi, và bỏ đi rồi là tèo. Thì mũi khoan thì nó sẽ có khoan cho vật liệu nào, thì khoan cho vật liệu nào thì trong rất là nhiều các cái tình huống mình có nói đến vật liệu của mũi khoan, thì chúng ta khoan sai thì có thể nó không đạt được hiệu quả hiệu suất của mũi khoan. Thì chứ là khoan cho nhựa này, khoan cho đồng, đồng thau đó, rồi kẽm, thép. Thép thì nó có cái độ kháng xé là dưới 500 newton thôi. Còn một vài loại thép khác nữa, ví dụ như là ở đây họ ghi sẵn ở đây là như thép dưới độ kháng xé dưới 900 newton thì là dùng được. Còn nếu mà lớn hơn thì các bạn phải dùng cái loại nó có hợp kim phủ titan, titan hoặc là coban. Như một vài thông tin như vậy thì các bạn tham khảo trước, hoặc là chẳng hạn như là chúng ta cần thêm dầu bôi trơn và làm mát thì hãng Erbo họ cũng có bán dầu đó, nhưng các bạn có thể mua ở trong nước được, mua ở đâu cũng được. Thì cái kiểu chuôi của mũi khoan thì nó phải phù hợp với lại máy khoan từ. Thì chuôi của mũi khoan sẽ là chuôi kiểu Weldon 19.5, tức là 3/4 inch. Độ sâu của mũi khoan là 55. Như vậy thì bỏ trong cái hộp như vậy thì các bạn có thể lưu trữ và bảo quản nó dễ. Vậy 10 món, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dùng cho máy khoan từ các bạn ạ, nó có một cái mũi chống tâm như này thì các bạn có thể thay đổi qua lại như vậy. Lấy ra một cái đi đó, mũi khoan thì nó sẽ có một cái phần vát đi để cho bạn kẹp vào đầu kẹp chui khoan. Ở trên đây họ có khắc thông tin về mũi khoan và tên hãng, thì các bạn chú ý là cái vật liệu của mũi khoan thôi. Giá thành của bộ này là 10 triệu. Okay.